Hey, kính chào, hello, hello. Welcome back to my channel. One shot, oh, two shot, please, lock, what? No, one shot, only one shot, and, no, not defense. Không, trận này làm gì, Nova đó, trận này là của LGD vậy đấy, Nova ngày hôm qua rồi. Here, Nova here. Hello, King Zhao, welcome back to my channel. Thank you. Trận này khó thủ balloon lắm. Nó cứ thủ chất xong thả balloon là khó lắm. Phim với lại bếp, với lại Napoli, Napoli ra rồi này. Nhưng mà vẫn cycle vẫn nhanh. Chúng ta chờ xem này. Try to learn Chinese, yeah. Chưa biết. Oh, Rin, Rin, Mega Knight, Mega Knight. Đây cái thủ balloon yếu nhưng được. Ah, the last guy, the skeleton army. Skeleton army. And balloon. Oh, trên land. Trên land. Oh, goblin. Oh, nine. One shot. Yeah, little chance deck in the last CRL final. The last year. Little Chen, Curtain Army. No, one shot, two shot. Oh, wow. So, three grounds. Okay, AUK, sniper. This deck so good. Oh, three ground, so easy. Nào mình vẫn thích chất cầu này phát, chất cầu này vết là chất cầu này vết tức là cái đánh nó rất kiên nghị. But better effort offer. I don't think so. 又忍不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 忍
It both skeleton barrel, barbarian barrel, and musketeer, and at least a collector. Bà ngủ đây á, ngủ sớm vãi trường, bây giờ mới 9 giờ mà em ấy. Yeah, that's right. I know that snake. This snake no spell, only snowball giant snowball. And maybe ADGM player, blue player, he is Sparky, Goblin Zion, Zion Goblin, Goblin Zion, Goblin Zion. Gần 11 giờ rồi, sớm vậy, hơn nào 4 tiếng rồi, căng vậy. À, 3 tiếng. Yes, Sparky, Sparky. Oh, Sparky! Oh, Iqbal, so Sparky! This is crazy! One shot, no. This is crazy! Oh, this Sparky là deck cũ mà! Hello, hello, hello! Deck Sparky là deck cũ mà, các bạn không thấy cái deck Sparky 20 win của mình à? Mình upload trên channel mình là deck cũ mà. Mới được đợt 20 win rồi, cầm đợt phải 3 tuần rồi. Wait team AUK go LGD bro. Sparky. Spam. Deck này spam kinh lắm.
Giant Spark Spell thì đang trở lại. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì meta nó vẫn chưa rõ ràng. Chúng ta cần chờ đến thêm 2 tuần. Đợt cuối tuần ấy, giữa tuần ấy. Overskill rồi ạ. So what are you doing right now? Spam, 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 spam. Ah, the last guy, Barbarian. The last guy, AUK deck, Barbarian. 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 So he don't want to use Barbarian because it is a blue player use Sparky. So when Sparky go to Wrist, he will push Barbarian. Short, 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 short. Enough elite. Wow, spam. Ben Golem, hello, hello. Golem, Ben Golem, với lại Miner. Woo, over skill.应该换了一套，可能是皮卡飞机的皇家猪了，我觉得是。哦，应该是大皮卡飞机的皇家猪，所以它敢。结果宝宝好像是什么东西，想一想，想一想，像不像神仙猪？像三冲？哎，果然是三冲。哎，但是，哎呦呦呦呦呦，还是没事。哎，海尔这个，看一下，不带王子，带樵夫。 我感觉还是王子强啊，就看怎么选择吧。哎呦，但是女生点亮吗？还差一下。哦呦，但没办法，他要手的话就女枪三下是必点掉的。嗯，三冲，火球小电加风神锤，直接毒。啊，海尔这个应该是大皮卡加一张雪球，而九宝宝的话，九宝宝有点卡费啊，火他不下了，他得你一波，因为海尔这个牌只能打先手。 他也不能成体皮卡，他只能打先手。九宝就等你过来，这波然后朝夫加上盾牌手，加雪球吧。看一下，哎，这个小店我觉得可以不交，你已经打后手了就没关系了。你这小店，嗯，还行吧，反正都是过牌，没关系。该白应该，该白的加一把了，该白。该白。九宝宝他现在防是防，但是。 不能打的加一把。他这个牌就等到这个死亡模式了，一波打我。电哦，是那个巨人电车，跟三冲有点像，我也。Yes, it's only icy mode。大皮卡，绿巨人吗？是绿巨人。OK。哦，哇哇哇哇，Royal Grand Hawk。选择小杀，不减可以。有皮卡。我。别干。哎，这个扫苍蝇。One shot。One shot。这个牌黑儿分起路来，九宝宝要先手沉电车啊！如果不先手沉电车的话，会被封路打得难受。先手沉电车只要对到皇家猪的牌，应该是九宝在过牌了，他要让电车沉底能对上一路。可以，那这样的话，黑儿就挺烦的，因为他不能沉底。Hello，孙晨，出来一波，这边快，这边飞机。啊，快起来，快起来。然后选择左路跟猪呢？啊，右路全猪了，应该是。然后再开猪。 这个猪呢？然后被虐杀，哦，杀到了，OK，我们一个萝卜帮黑，我们来，没防，黑防，我走走走，还在防呢，没了呀，没防点，那个来了就杀到两滴，废了都，滴滴慢慢的，Sparky，好，一套，呜，拖入了，呜呜呜，又没有，这是LGD第三次领，果然开车，Bad guy，那边他们接了，但是放太窄，那就举个木仔路，OK。这两位的眼镜很像，哎，这把又是戴眼镜赢的，戴眼镜赢了，戴圆框眼镜赢了，嗯。
戴黑丝眼镜的您呢？黑丝眼、哦、黑边眼、黑丝眼镜是什么？不好意思，我最近想的东西有点奇奇怪怪的，奇奇怪怪的。海尔来了个。Đúng rồi, đúng rồi, tin tức nói anh Tali với cổ hành với lại có legend nhá. Anh Tali legend mà anh Tali nói là có legend. Chỉ biết vậy thôi. Không biết sao. Không biết sao. Đây là gì? Không biết sao. Không biết sao.要教孩儿玩矿工哦，这个滚筒真的很漂亮啊！这个好像是使用飞龙剪，飞龙位置下的好。牛特格拉了，别拿！这个卡组优势劣势，我看一下。这个卡组的话，防给我再看一个沙巴巴佬。Nhưng mà hình như ở trong biểu tượng clan nó hình như nó không có một cái icon nào thêm giống như kiểu là nó sẽ đây mình là hút ra rồi lightning một âu meta và một một âu meta nhưng mà rất là mạnh nhưng mà hiện tại là có một cái deck là hút này bởi vì deck hút này spam rất nhanh 4.5 giây nhớ không nhầm như là grave trap thì cuối cùng là grave trap đúng không nhớ không nhầm là grave trap poison là还要看到海尔是盾牌还是王子？如果是，是盾牌，你们猜跟我牌的有，我那球奶，我不搞这个。nhưng Miner trong cái bài này thì không nên đục vì Miner để thử gì cũng đúng hơn. Miner mà đục thì phí quá. Oh, trên sân đen. Nice. Ôi, cái này thì thủ như nào đây? Sẽ hút 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 đập hút rồi tiếp tục hút tiến. Cho xem là xử lý như nào đây. Cái chợ lightning có lightning rồi. Có lightning hút không lightning hút. Hợp lý. Hoàng sọ. Một cái deck này khá khó khi mà Prince bị đánh lạc hơn 7 gác. Khó. Tăng. Ô Miner. Đúng rồi, bài thủ nó này rồi, đánh lạc hơn. Không được rồi. Con rồng cắn vào đằng Miner rồi. Vẫn thủ tốt nhưng mà landing chỉ cần hai turn là xong rồi. Ôi, lại khó rồi, AUK rồi. Trận này khó tại vì là ấy. Tại sao con ai xin phải free cho nhảy ẩu giờ thôi xong rồi. Coi dần được. Rồi xong, thủ cũng được rồi. 但是海尔这边老是跟费龙抢，就想吃双鹰牌。双 spear 那些，有了，那不是你们 shot 呢？我 shot 了，买吧。对，有盾牌的话，我觉得。那 game 呢？打这个。这个 win speed 吧，轰的不听哪轮。这个苍蝇牌想打进来真的是。拉拉丫头。哦 ，lightning 走上。哎呦，全送了。头疼。拔头了，打个自己都没搞到。没事，只不过没 poison 和 cycle。时间不够，然后没有办法反打。这个锅炉配合这个机甲阿姨，防守队也是。哪边呢？真烂！呜 ，Aquip， no， 我们不搞，我们 Aquip。快死你！铁锅呢？在地下基本上就已经斩杀了。Rồi. Prince. Must know. Lightning rồi. Thôi xong. Miner. Hết đề ly rồi. Oh. Miner làm giống công lần nào đâu. Để Miner đục bị bắt rồi đâu. Thôi xong. Rồi áp được cái này chịu. Fire Spirit vẫn nhảy một con, hai con luôn. Sợ. Để mà có một cái lock thì sẽ hợp lý. Ôi, nice. Xem có kè lightning không? Xem kè lightning không? Kè lightning xem nào.
防守我五费防敌六费。兰陵格座是连美丽是连败，明你要那美国还在海败了。非常傲了呀，只能来一波矿工穿越。Baby Dragon， 我上完分解不了呀。但是这波，刚，我就在那里，哎，我接着在那里了，我接着回你，我上了，没人在了，我上来那里了，我上了，来你路了，哎，这样子，你们把这那个奥多汤，哎，他要动了。Trận này hay mà, trận này có AUK mà, trận này đánh ngược sở hữu này. Nhưng mà vẫn support là Nova. Ok, quay trở lại trận đấu. Khai ra chuyển phá, khai ra tung lại. Yes, I'm gonna try everyday, keep it up, yeah. Please. Rồi ở Lightning. Oh. No, ah.Yes, dẫn deck counter lightning, dẫn deck counter lightning, block lightning luôn. Mega Knight. No. Bộ 3 Hoàng Máu,这个魂龙很漂亮，因为魂龙一定要过前面的，一定要去滚那个圈。哇 ，Z 大 ，Z 大，猛了 ，Lightning， 黄毛，好像要砍一刀，应该有一刀，哇，输了。What the fuck？ This stream so lag？ What the hell， man？ Are you kidding me？ 分析一下这个摇头的意思。这个摇头，哎，没过，哎，可惜。不是，他摇头是不应该丢那个新机筒，因为。他就丢塔上嘛，因为滚筒是肯定要滚推荐的嘛，非常有点费节奏。好，然后下一个推荐点，没人奈，这个牌没东西，没有一张牌能出。No， 输不到推荐，拉得送。No 啦，蝙蝠 ，You stream no 啦 ，You know？ 下吗 ？What the hell 啦 ？Are you kidding me？Stream này giờ làm gì lag anh em? Mình đang xem stream của mình thì sao? Chả lag thế nào? Linh này ở bên Trung Quốc. Linh, không anh không xem ở Trung Quốc mà anh xem ở trên app của họ.Xem app của họ, không xem ở trên web của họ. App của họ thì họ mình quán nó. Nó là phê hổng. Chỉ chế rơi hậu điểm. Nhưng mà phê điểm không gì ạ. Quân nhìn của ta. Xa là chúng ta bảo cái phê điểm hổ. Cũng được hả? Không có. Thay điểm hoa hay chứ. Wow, cái phê điểm hổ, cái công trình điểm được hả? Xem là phê hổng có điểm xích. Nhưng cái hội. Chuẩn chất. Yeah, that's right. Nice deck. Block lightning. Mấy quan trẻ, mấy quan trẻ. Không quan trọng. Không sao hết, mấy quan trẻ.好，再来一个推荐，再来一个皇家巨人加飞桶。这波要跟那个蝙蝠进攻啊，跟蝙蝠进攻的话，对，跟蝙蝠进攻的话，一个选择后点，往上，往上，往上。哦，这个皇家巨人，这波攒了好多后排啊，我现在是顶不住皇家巨人啊，这波后排有点多。马巴里安，没个奈，但是我黄毛还是手上呀。好，再来。然后蝙蝠不跟跟围是围到了剑拔飞图啊，推荐又是无敌，推荐前面能不能顶着红上去？哇，这个超级好锐啊！我疯狂技能，还太软了呀，对，太软了，没这个公主一个，这真无敌王公主了。那等升的了，我等升完，没准来的，然后包括巴巴亚也不远。公主有了，分要的还有公主剩下的。这两个公主，哎，这波可以抄袭直接。因为这把来你要这一把呢 ，Dark Goblin 和那一个飞龙，哦，发型很美呀。飞龙应该是卖掉推荐，推荐不能。Dark Goblin 还很干。我这把来，等于他够的，够了，够了，够了，够了。没有那个了，没有锅炉了。够了没？哎。哎，这个不能喂。呜 ，Spread the Nami， 直接 Spread the Nami。没有问题。哇！打这个血量其实可以打平局了。哦 ，double AB 这个牌皇家巨人打不进来了。对，对，会要保一下塔血，因为平局的话是有优势。Nice。
不着急。Last game, we have last game. 就反正 last game. 好好好。Double queen on the left. 公主破了冷宫。Queen 的公主真的不管不管啦。Double queen. And 左边血量很低啊。Two rounds. No. One. 被开住了。Come back. But look, lightning. 跟你好像是一样的。Hello, Daniel. Hello. Okay, last game. 因为我想不起来我是谁，但是跟你一样。就谁赢了，我们就吹谁，好吧？好的。这个一局双面是非常慎重呀。石头人推呗。不太好吧。那不然怎么办嘛？下节奏型的牌就越紧张，下打上节奏型牌失误的概率会更高。就概率会，比如说我失误的概率10%。You bow. Oh, you know you bow. Yes, this is you bow. 这锤要出五十张牌。我就需要十五。No, not little jam. Little jam here. Link I bought on the chat box. 失误一次好像就没了，但是当真的一趟真的还是没记下来。就是说，这个如果说失误的话，确实关键局大费会帮你。光不多练吗？对对。那直接来两分头。欧娜，找欧娜，摸下车，你这个雷，你跟我，你看，你看，你看，你看。哎，石人，好，你不一定，有可能是那个骷髅巨人克隆。哦。Wait， 这个大招有点大。不练。说巨人克隆，解不掉飞龙的，要么是巨人有可能，这个牌应该讲，克隆应该是个石头人的吧？哦，说我觉得是个当当当，哎呀，这个龙还得解哟，九宝宝是石头人，哦，这是克隆啊，那这个节奏血亏啊，这波石头人可以给你拉到另外一路去。Oh, scared Maria! No, Glon, please, no Glon.但是没有了呀。No, no, Glon. Please, Mario, nice. Yes, good defense. 这个的王子没砸到黄毛，被卡住，一刀两了，没关系。多亮的 Blink 呢？了 Glon 了，身嘛，那比 Lightning 更脆弱。打扰了。就感觉，毕竟托比斯以前感觉比较弱。多亮多亮，哦，会真亮点。哎。这波走进来了，有墓碑的呀！哎，但是有墓碑的呀！那你刚刚刚刚墓碑呢？刚没去干的呢？怎么了？我走，防住路口。看一下，看一下，看一下，两个那个机器人，两个机器人，吸了一下，石头人怎么了？石头人怎么了 ？Nice， 他没有斩杀。Nice。牛的帽子呀！哎，这个石头，不是这个石头人为什么要开在桥头上？哎，死亡子拉了一下，然后一记，他还炸了一下，飓风飓风，哎呦，传中，哎呦，是恭喜老弟，是的，这个剧情真的是。OK, see you guys, the best player。好，恭喜就好，也恭喜老弟是九宝，一上二对战，应该是。二十三，拿到了 EDG。